Rồi, anh em tôi lại bắt đầu đi câu rồi. Úi giời. Đấy. Thằng kia nó biến nhanh thế. Bắt đầu đi câu này. Mồi này, cần câu này. Cái ruộng lúa nứt nẻ là người ta chưa đưa nước vào. Đi trên bờ ruộng. Quá ư là. Cái này mương to về thì nhảy nó sao được. Em vứt cái gì đấy? Hả? Em vứt gì đấy? Con gà vừa trong ngoài ruộng. Ui, rong uống này. Đây, rong uống này. Uống biển của biển. Đấy. Phải đi tìm cái hố thật ngon mới câu được. Móc hùm. Câu hố này á? Hố này nắng bổ cụ chứ. Nắng phải câu. Hả? Nắng phải câu. Đi, mẹ chơi khó anh em ạ. Hố này nước đục kinh nhỉ. Đấy, mẹ. Chào anh em phát, chào 500 anh em. Chào anh em nha, xin chào 500 anh em nha. Chào 500 anh em đi câu phát. Cho nào hôm nay anh em tôi câu xem có được cái gì không. Giải trí kiếm con về lai rai tí đây, đang mùa World Cup. Vợ nhiều nó không cho, nó bảo đi tự đi làm cái mùi mà nhậu. Mùi dế đây này, mùi dế đây anh em. Anh em tôi hôm nay đi làm quả. Cái mùi tối xem đá bóng World Cup nha. Đây là chai nước đi uống này. Rồi, này, cái hoành tráng qua đấy. Đấy. Đúng ai biết chai nước gì đấy. Biết hai chai nước đây. Biết cùi liền. Phải đập tỏi đi. Đây này, anh em này, nhìn đây này, run đây này, được đấy. Đây dế nha, mùi dế nha. Run là cứ phải dùng tỏi đập vào câu cá nó mới nhạy cuộc đời. Có cái gì mà đập. Ở đây không có khúc. Úi giời. Đập đi Phan. Đập đi anh, đập đi. Đấy, mà ra đây nó còn sai nữa. Bảo làm mùi từ sáng nha, thì bảo mà nó sai đi từ cái đầu. Mùi run người ta gọi là mùi trùng đấy. Đi 4 giờ sáng giờ đào được 3-4 con run thì. Ôi trời ơi, mẹ giờ hôm nay lại cho phụ mình phơi nắng thế này nữa thì chịu. Chào, xin chào anh em nha, câu cái nha. Anh em có gì ủng hộ cho like, cho chia sẻ nha. Này, mùi run thì các bác cứ phải đập tỏi nó, thả nó.